50k chứ tầm này xong nó biết ngay quấn nhanh không. 12 danh vọng 40. Woo! Nhiệm vụ này ngon anh em, nhiệm vụ này bè bè vậy, nếu mà cho kinh nghiệm ít nhất phải trên 10 triệu. Wow, một nhiệm vụ non vãi nồi, cố gắng thôi. Có kinh nghiệm, có kinh nghiệm, có kinh nghiệm nha. Khả nghĩ chắc chắn nhiệm vụ này sẽ hơn 10 triệu kinh nghiệm thôi. Chỉ 40 danh vọng. Wow, một cái nhiệm vụ đầu tiên quá trời hiệu, quá ngon, quá ngon. Anh em thấy này, nó cho Khải 11 tiền vàng này em ơi, 11 tiền vàng này. Khải cho anh em xem nha. Rồi, tiếp tục nha. Đó là 11 vạn rồi nha. Đó, tiếp tục như đây. Một bình tiền thổ lộ. Rồi, chắc chắn cái này bèo bèo lắm, phải 15 triệu kinh nghiệm. 15 triệu kinh nghiệm. 15 triệu kinh nghiệm tại nhiệm vụ danh vọng 40 này. Trời ơi, ít quá sao? Ít vậy ta, có 6 triệu tư rồi trời. Nó bao nhiêu đây? 6 triệu tư này mà quá ít, quá thảm. Hồi nãy anh em thấy không? Nhiệm vụ thường thì cứ tìm 18 88 18 88 thì nó cho mình là 1 triệu 2, 1 triệu 1, 1 triệu 4, ngon lành. Cái này chỉ 40 danh vọng mà cho có 6 triệu 4, quá thảm rồi, quá thảm rồi anh em ơi. Quá thảm rồi. Buồn người thiệt chứ. Thưởng 40 danh vọng bèo bèo nó cho phải mười mấy triệu, tại vì tiền vạn nó sẽ tương đối tương đương với tiền vạn anh em. Tiền vạn 11 vạn này là ít nhất tiền kinh nghiệm phải 11 triệu. Là nó cho ôi có 6 triệu 4 rồi. Qua nhỏ cái kết đánh lòng anh em ơi. Đánh lòng 6 triệu 4. Cũng được. Cũng ngon nhưng mà ít quá. Thường thường là ít nhất nó phải 11 triệu tương đương với cái tiền số tiền vạn này. Danh vọng 20, lại là một danh vọng 20 vãi rồi. Tiếp tục ấy. Ôi lần này lại không có kinh nghiệm. Tiền vạn cho 2 vạn. Ừ lần này 20 danh vọng cho 2 vạn thôi. Phú Dương Tiểu. Thảm quá. Lấy Phú Dương Tiểu làm nhiệm vụ này mà. Lấy Phú Dương Tiểu là làm nhiệm vụ trị gia tàu. 10 cái. Một mảnh. 28k. 28k. 9 cái cuối cùng. Này anh em thấy này, thường một đồng tầng 3-18 nha, bèo bèo phải hơn 1 triệu nè. Ui, không có kinh nghiệm vãi nồi. 1 triệu 2 này mà không có kinh nghiệm, nhỏ vãi. Thì em vẫn cứ like thôi. Công việc em cứ làm thôi. Tầng 1 thiết tháp mực cung 18. Thích chơi gì bao nào em cứ chơi thôi, có gì đâu. 701. Miễn server mình chơi được thì mình chơi thôi. Vừa chơi vừa có tiền mà dạy gì không chơi nè. Vừa làm vừa chơi chơi vừa trải nghiệm vừa đam mê, nhưng mà mình vẫn có tiền mình dạy nhưng không chơi nè. Đó, 38 danh vọng 40 đâu. Wow lại tiếp tục một nhiệm vụ danh vọng 40, lại tiếp tục một danh vọng 40 nè em ơi. Anh em cùng xem nha, cố gắng lần này là 10 triệu kinh nghiệm này. Anh em thấy chưa, ngon nè. Rồi coi nha, nhiệm vụ rồi xong. Có kinh nghiệm anh em ơi. What the hell, lần này mà không 10 triệu nữa thôi. Được coi tiền vạn nhiều này, cho gì đây. Thiên Sơn Mô Lộ này tiền vạn đâu, tiền vạn đâu. 14 vạn. Wow, nhiệm vụ này khả nghĩ chứ 10 triệu anh em ơi. Nhiệm vụ này khả nghĩ sẽ cho 10 triệu rồi, ngon vãi nồi. Hai cái nhân vọng 40, thường thường nhân vọng 40 nó cho đồ khủng lắm em. Mà ở server này thì không có đồ nhiều, nhưng mà nó ngược lại nó sẽ cho kinh nghiệm rất là ok. Mà lúc nãy là một lần đầu tiên rồi, nhân vọng 40 nó cho 6 triệu 4 rồi, hơi thảm. Với là 11 tiền vạn, còn đây là 14 tiền vạn, gần 15 tiền vạn lận. Kinh nghiệm này khả nghĩ phải 10 triệu rồi. 11 triệu đó, thấy chưa? Woo! Quá thơm em ơi, quá thơm, quá thơm, quá thơm. Quá chấp 11 triệu cho đến bây giờ thì khả nghi nó sẽ hơn được 10%, 70 rồi. Đó, 17% vãi nồi. Woo! Vãi nồi nhiệm vụ này cho anh em xem phần khác này. Đó, biết ngay mà cái này là hên xui em ơi, nhiệm vụ giả tẩu quá ngon. Vừa rồi mình vừa chơi giả tẩu này, hôm nay sao hơi đen. Một cái nhiệm vụ danh vọng 40 cho cái số dục tư, danh vọng 20 không có kinh nghiệm. Giờ lần này là tiếp danh vọng 40, 11 cũ, quá thơm. Quá thơm anh em ơi, quá thơm, quá thơm, quá thơm. Quá thơm. Quá thơm. Rồi tiếp tục. Hai cái cuối cùng. Chuyện này 1 triệu trả quá nhanh luôn, cho nó nhanh nè. Quá thơm. 300k, chỉ 1 triệu cho 300k hơi ít nha. Ít nha. Đúng rồi, anh Hải Thiên Gaming ơi. Hello anh em nha. Đèn nhà ai nấy sáng. Hello Đình Vũ. À Đình Vũ này. Đúng rồi, mì Khải ơi, nút tắt nào mà ẩn hết người xung quanh nhỉ? Hello anh Tấn Nguyễn nha, anh Tấn Nguyễn nhắn còn ALTF nha anh ơi. Burus đi guitar 2021. Điệp Tiến Thành, trưởng 15 kêu Điệp Tiến Thành ơi. Ông trả lương cho Khải đi rồi Khải qua server khác. Đúng rồi anh, nếu mà có người trả lương em cảm giác ok em đi thôi, cứ bình thường mà thôi. Còn hiện tại em đang vẫn là bình thường mà, em mới em phải đi đâu. Giờ tiếp tục anh em ơi. 1, 2, 300k. Nói chung là đèn nhà ai sáng rồi anh em ơi. Công việc ai nói là cũng không quan tâm đến ai. Mình việc mình cứ làm thôi. Mình đâu có làm gì sai với ai. Mình không ăn cắp ăn trộm là được rồi anh em.
không liên các bên trộm là được rồi, việc mình cứ làm thôi. Một nhiệm vụ cuối cùng phi giới cho chị cái nhẫn này, chứ bèo bèo lên trăm ca, bèo bèo cái nhiệm vụ này lên trăm ca này em. Ui cho 1 triệu luôn, ngon vãi. 1 triệu mốt anh em ơi, 1 triệu mốt luôn anh em ơi. Nói chung là chuyện không phải của Khải là anh em không nhắc đến chuyện kêu giùm Khải nha. Kênh của Khải thì Khải muốn anh em là nói đến chuyện của Khải thôi, còn anh em nào nói chuyện ngồi luồng thì xin phép anh em không không được comment nha. Anh em không được comment những cái chuyện ngồi luồng nha. Hiện tại bây giờ Khải đã đăng một sự tốt rồi, lần cuối cùng Khải không muốn nói đến chuyện kia rồi anh em. Rồi